Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Công ty tổ chức một trong hai kỳ thi tuyển sinh Đại học Mỹ được sử dụng rộng rãi. Mới đây đã công bố những sửa đổi chính đầu tiên trong nội dung kỳ thi kể từ năm 2005. Những thay đổi trong kỳ thi khảo thí đánh giá học thuật, gọi tắt là kỳ thi SAT, loại bỏ những từ ít sử dụng và phần viết luận bắt buộc, cũng như thêm vào những bài đọc đề cập đến những tài liệu lịch sử của Mỹ. Những thay đổi này ảnh hưởng ra sao đối với học sinh nước ngoài nộp đơn vào các trường đại học của Mỹ? Mời quý vị theo dõi chương trình sau đây khi những học sinh từ Nigeria và Jamaica này của Đại học Howard nộp đơn vào đại học. Họ nằm trong số khoảng 100.000 học sinh nước ngoài dự kỳ thi SAT mỗi năm. Họ băn khoăn không biết liệu những thay đổi mới được công bố sẽ có lợi hay có hại cho học sinh quốc tế muốn nộp đơn vào Đại học Mỹ. Peace Omoru cho rằng kỳ thi sẽ dễ hơn. Bởi vì trước hết là họ bỏ phần từ vựng ít dùng. Tôi nghĩ đó là thách thức lớn nhất cho hầu hết học sinh quốc tế. Nhưng Sanit Campbell lo lắng về những câu hỏi mới đề cập đến tài liệu lịch sử của Mỹ. Tôi nghĩ là sẽ rất dễ sợ đối với học sinh quốc tế là vì chúng tôi biết mình phải dự một kỳ thi dành cho học sinh Mỹ và có rất nhiều thứ mà chúng tôi không lường trước được trong bài thi. Những đề cập về văn hóa mà chúng tôi sẽ không thể nhận biết được. Trong khoảng 800 trong số xấp xỉ 3.000 trường đại học 4 năm ở Mỹ không sử dụng kỳ thi SAT, hay kỳ thi ACT đối chọi với SAT, theo Trung tâm Quốc gia về thi cử công bằng và minh bạch. Nhưng ông Bob Schaefer thuộc trung tâm này cho biết, những trường sử dụng SAT có thể gây bất lợi cho học sinh nước ngoài. Học sinh từ những nước khác, đặc biệt là những người khi lớn lên không học tiếng Anh, sẽ bất lợi gấp đôi, bài thi bằng tiếng nước ngoài và họ không được chuẩn bị cho kỳ thi, do đó càng khó hơn. Những thay đổi sẽ bắt đầu vào năm 2016 cho 1,5 triệu học sinh dự kỳ thi SAT mỗi năm. Nhìn chung, những thay đổi có vẻ tích cực. Theo ông Eddie West của Hiệp hội Quốc gia về tư vấn tuyển sinh đại học, "Tôi cảm thấy những thay đổi đang hướng kỳ thi theo chiều hướng tích cực hơn, ở chỗ nó gắn với những kỹ năng và khả năng mà học sinh cần có để thành công, không chỉ là vào được trường đại học mà còn thành công một khi đã vào đó." nhưng ông đồng ý là những đề cập tới tài liệu lịch sử của Mỹ có thể khiến học sinh nước ngoài gặp bất lợi. Một học sinh quốc tế mà am hiểu về tuyên ngôn độc lập của Mỹ hay về Martin Luther King sẽ khá hiếm. Kiến thức về những vấn đề lịch sử này có thể sẽ xuất hiện trong bài thi. Ông West nói các trường đại học của Mỹ cần kết nối với các trường trung học ở nước ngoài để hiểu rõ hơn chương trình học của họ và đưa ra những quyết định tốt hơn về tiêu chuẩn tuyển sinh. Hơn 800.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ, chiếm khoảng 4% tổng số sinh viên đại học.